bạn phá ô tô. Đấy, mình đang sửa ô tô nhá, nói điều thế thôi, sửa ô tô. Xe sửa ô tô. Con ô tô này khó sửa lắm. Con ô tô này rất là khó sửa. Thợ chuyên nghiệp cũng không thể sửa được con xe ô tô này. Đang sửa ô tô không? Đấy. Ở kia vẫn đang quay. Để sửa tôi làm đấy. Đang quay. Để sửa tôi làm đấy. Đang sửa ô tô. Sửa ô tô làm đấy. Sửa, không hỏi nữa kia kia. Hỏi mẩn. Ô tô này khó sửa lắm. Lại phải lắp vào thôi. Sửa thế nào đây? Mất hết linh kiện rồi, sửa làm sao được? Nhưng là không sửa được hả? Không sửa được rồi. Bó tay thôi. Thôi, không phải sửa nữa hả? Không sửa nữa, thôi xin kết thúc video đây. Thôi mình không sửa nữa rồi.